nếu say đã quát sẽ lánh bảo sân chỉ quát ọt bán đẹp xem gọi ọt bàn này để sao ta quát mình cùng nhận bạn nắng để thua ấy quát hiên lược đây từ điều cùng đồn ca sầm lập sẵn xa chào bà quát ruông tên của xa kia làng mặt tèo mồm đang ngay sai bậc hai bọn bông nhông miên nông ngầu dinh mà bậc hết cho mà nay nông bậy bọn bông xem bọn bông dọc tới sáng được cổ dọc tới lụt tối các bạn này nông ngầu dinh trong video nắng cứ chỉ nông ngầu dinh bị sáng hay mệt mà nhâm tháp bị sáng để sang nó cứ nồng nóng cứ miên bông pí ru chết có bị sáng hay sầm kháng phải cái trình kế cứ premium lồi tiền hay sầm bọn bông nông này quát miên cùng đồn trăng tên dọc tập nhau ba mẹ được cổ bông bông ấy cứ quát ai chờ hưởng dụng nông ngầu dinh đi bán nhưng mà mẹ miên tàn lụa ở nông ngầu dinh mà bậc hết năng muối là bọn bông cứ miên chọn bậc hết miên đôi chỉ bảo thoa mà đa bảo đa vô bông môi bông pí mà bảo miên pí được cổ nông ngầu dinh snow snai của miên đại bọn bông và tại lại vẫn cứ thu thay khổ một bọn trong sầm bọn bông này quát trăng tên nhau được cổ quát trăng nông dọc từ lụa tối cứ còn ai cha tẹt tôn mà nhóm tam telegram ai chỉ được gọi facebook page nhóm đang được khỏi nhận bán được gọi bọn bọn ăn mà mơ đó thì tăng to đó hàng của bạn này ở đây mới nãy cứ cả là nó không phải tây việt nam cả việt nam bị quan đập hẻm đã chặt đam lang bị bỏ đặt hàng lớn đại quan minh thay hồi đuống nhóm an đã chung một quạt một đời xa chung một quạt vậy hay bà an bị đại hồi đuống cứ quạt cả nó không chăn mà quan bộ nội cao muối nơi không phải tây việt nam không của xa bà quát kêu chỉ không của xa môi đài thoa mà đá cửa sân miên màn tệ là hồ đáp bị bỏ đáp nơi bên đại quan hiện trong thanh thì đáp biết quạt của an bà to càng sắc xa từ không đi trong hồ chí minh đang bày to càng sắc xa còn nay quạt hiện ban tại mặt chân bên này đặc biệt cứ quạt ban drop out cứ quạt ban chụp hiện hai ban họ càng ngày thường nó không tìm được hồ chí minh rằng là hồ đặt chân bị bọn đặt bẫy quạt của ban chụp năng này để thằng lớn đại miền trung quốc thay an lính đòi cú sa bảo an lính cứ chỉ cú sa mùi đại miền bộ mốt hai đảng miền ba bảo quạt miền business chờ nó không đáy vụ quạt sản ảnh khi ban mặt chân là hồ đặt chân bị bọn đặt bốn cứ an lính của ban này nom hồi đúng năng tập can cú sa bảo quạt vận tải cú sa bảo quạt cứ ở bên chân hồi đúng tế đời xa ai nâng đời xa thầm nặng đời xa hồi đúng cứ quạt sơn miền ba đây mà tế vận tải các cú sa kháng sợi cứ miền kháng đại khoản tài từ chuộng nắng mà giặc hồi máu cứ khủng của sao bắc hàng sài nắng cứ ao hàng sài chụp tẹt tông hàng phò sông bay hồi đuống đạm bay từ tẹt tông cho mùi nắng bồ đào mà đẹp tiệt đại quạt này nòm ao trong này ai an linh hàng sài nắng quạt có mang đôi phồng ta bởi bụng mặt ai quạt sông bay bị hồi đuống đạm bay tẹt tông cho mùi nắng bồ đào đại ở bụng này quạt hiệp trăm ao chẳng á tại hồi đuống cứ quạt phồng chào bên này đặc nia về đại sông bay nắng hói không trang bị bao nạp hẻm nắng đại quạt cứ điều cùng rồng ca là không ca plán hói sầm lập mật sài bạc quạt à đất mà dạy bà quát luôn sẽ không của xa cây làng mặt tè mong đòi cùng đồn ca bà quát nắng cứ quát ban chập đam ở bờ bùn mặt phẹt bà quát mà nét này mình chúng ta đinh thóc đài cứ chỉ mặt phẹt bà quát á đam bay từ plan tè sẵn sàng chào bà quát bên tay bên đài quát phẹt nó cứ quát phẹt tạp plan này là đặc nìa ai nắng không cùng đồn ca mùi nắng đá hồi đuống cứ quát ban lợi buông bà ôn cho đồn mùi bà an lính là chỉ sẵn sàng chào bà quát nắng á bà ôn cho đồn mùi nắng đam bay ai mà chui sợp ca sợp ca mà phim nè nó không tè đời xa mà tè bà an lính nó cứ nơi sao mà chẳng bờ nè ba má an lính ôn phò ba an lính mình nè hai năng ôn sợi bờ ba an lính mình nè đam mê dục thầm đam pay pi khá hai năng ôn cho đồn mùi bà quát pi nè tiền mình nè sấy mình nè phò đòi hơi đô nó cứ quát ban lập buông bà ôn cho đồn mùi phò đam mê dục thầm đam đập buôn chín năm ba sẵn sàng chắc quát nó đam bay ở sợp ca mà phim nó không tè hai chui bạc vì ai quát nâng ngay đại quát châu từ plan nâng xa đã khi mấy khi tôi mới là dụng đọc 4 năm đại nghe được 4 lần mình tên có ban ok cho mùi nâng hồi đuống đại hồi đuống nó cứ ban sân già phép cho đồn mùi nâng tha bà sân chỉ plan bán cứ chạy lôi khi ấy chẳng hát đó mình phép tha mình cùng rộng xâm nạp bề khoản tập plan thôi mà đè là hồi đó ngay cùng rộng cá cứ ngày 4 khai em bớt năm bị bọn đọc phép bên nâng đáy cứ qua tờ đó tè ở an linh cho mùi nâng mặt phép bà quạt mà đẹp nâng hái vấn tế bọn chỉ đổi mũi bọn an ninh nó cứ quạt đầu chật cứ quạt lên trắng chuối quạt thầy quạt khai chẳng á khai cái chặt bàn khai chẳng tức quạt quạt đầu chật mình tại thua ấy pan ca nó cứ bả trời hai chị trai đòn ấy nó á cứ bên nó mặt phẹt bọn hồi ở hồi đuông nó á để bên chúng ta hoàn thọ nó cứ quạt đỏ luôn đà nhưng cái thai để xa quạt khai tận tay quạt phẹt hồi đuông ha để xa tại dây quạt trừ trong quạt thầy đồ mưa giấy quạt bàn tại chỗ luôn không cùng đồn ca nó ngày trong quạt sông đỏ luôn bên nó đá cứ hồi đuông cứ quạt chặt thầm nó ngày nào thì cứ quạt hiểm cùng đồn ca tiết đòi bố mặt phẹt bọn quạt mà đẹp tiền đại mấy phép nhạc tiết đại quát bà bố nó cứ bỏ đọc hàng lớn nè đại miên chung một thà văn tiếng đại văn tiếng nó cứ bà hai chỉ phát khát lôi ý chân tờ công an châu ruông cho đại châu chương cho bùi nắng hồi đuông nắng hai hồi đuông của bà chỉ dìm tạ tôn tư bà ôn môi bò an linh mà đong tiết đồng bởi ở sông chui sông chủ môi đong tiết bê nâng đai cư bà ôn môi nâng của bà ok mà đong tiết nè đọc nè là hồi đó ngay cục rộng cá cứ ngay bớt khai bớt cho nam bị bọn đọc hẻm bà hai chỉ tôn mau ở bay tự buôn phá về đó ngay nắng quạt của ban từ đó tây an linh về nắng đáy bà ôn chỉ đồn mùi bà an linh này mình dụ đặt buôn trên nắng nắng bạc thuyền quạt quạt tạ bạc thuyền plem á cứ hội đô nó cứ quạt chập đam cho bạc co bà ôn chỉ đồn mùi đại bạc thuyền quạt nắng á hay chạm sầm lập nên nắng cả này plem plem mòn đời xa ta quạt không đời xa ta bà ôn chỉ đồn mùi bà an linh nó cứ đấu chặt cho làng là hậu chẳng á hay ập hồng chui qua lạc ngã lực đi mùi nắng và tôi bị quạt sầm lập bà ôn chỉ đồn mùi bà an linh đại bạc thuyền quạt nắng hái quạt chập đam làng từ chuan tỷ pì lại chỉ bắt tụ bà an linh đấy sao tèo ban lính cứ tèo vì là hiểm thông này trong quận lang tôi bắt tụ ban an lính về đẹp từ đó nó cứ quận ban khơi an lính hay nông phong chỉ đổ mũi giày ban an lính cứ khơi pin nhẹ quận đang chặt ban lang hiệp sạc cam hiệp bay thơ sạc cam hiệp đòi trong đai trong trường ban an lính hay nông phong chỉ đổ mũi giày ban an lính nó tục mà đông sần hai bạn quạt cho mà cho ăn khổm sầm đại tôi bắt tụ ở bụng mà đai ban an lính
ពេលដែលទៅដល់បន្ទប់ឪពុកម្ដាយរបស់អានលីងនោះគឺគាត់បានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់អានលីងហើយនឹងបងប្អូនប្រុសទី2របស់អានលីងដែលមានអាយុ15ឆ្នាំពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់បានធ្វើការគម្រាមកំហែងដោយសារពេលហ្នឹងអាយនឹងគាត់មានកបិតមានកភ្លើងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់អានលីងហ្នឹងនាំគាត់ទៅយករបស់របរមានតម្លៃនៅក្នុងផ្ទះដូចជាទៅទូដៃបាក់ទូដៃបាក់អីឲ្យគាត់ចឹងណាពេលដែលបាក់ទូដៃឲ្យគាត់ហើយគឺគាត់ចាប់បានធ្វើការសម្រាប់ទៅលើឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនប្រុសទី2របស់អានលីងស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហ្មងបន្ទាប់ពីគាត់ប្រមូលរបស់របរឲ្យសម្រាប់អីហើយអស់គឺគាត់ចាប់ដើមឡើងទៅលើជាន់លើបន្ទប់របស់អានលីងហ្នឹងពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងគឺគាត់ពីថាញ៉ៃបង្ហាញទុកសោកយំអីចឹងថាគាត់ប្របាក់ចិត្តគាត់សែតគាត់អីចឹងដែរអានលីងគឺសុំបែកគាត់ពេលដែរគាត់ហៀបរាប់សុកសុកហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមយកកបិតហ្នឹងទៅចាក់សម្រាប់អានលីងហើយនឹងបងច្រមួយរបស់អានលីងភ្លាមៗស្លាប់នៅនឹងកន្លែង2នាក់ទៀតអ្នកនរគ្នាហើយកំពុងតែពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពគឺប្អូនស្រីពៅរបស់អានលីងដែលមានអាយុធំតាម22ខែហ្នឹងគឺគាត់យំអ្នកនរគ្នាពេលហ្នឹងដែរគឺហុយឌួងគឺគាត់ដើរទៅតែគាត់បានធ្វើអីឲ្យគាត់បានពេកូនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេងវិញវាគ្រីភីមែនតើហ្មងអ្នកនរគ្នាដែលខ្លួនឯងទៅតែសម្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងប្អូនស្រីបងប្អូនគេអស់មកទេហើយហើយលួងកូននឹងឲ្យគេងវិញអញ្ចឹងតែជាសំណាងឲ្យដែលគាត់អត់សម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុថងតាម22ខែហ្នឹងណាហើយពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីហើយអស់គឺគាត់ចាញ់មកវិញអញ្ចឹងទៅហើយមិត្តភក្តិគាត់បានធានហ្នឹងក៏បានហូតកិច្ចខ្លួនតែគាត់គឺអត់កិច្ចទេពេលដែលស្អែកឡើងពេលដែលមេផ្ទះដែលគេមកបោះជូតសម្អាតផ្ទះហ្នឹងដោយសារអាចនឹងគេអត់ជួលជាប្រចាំឯងគេជួលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចចឹងណាពេលដែលមេផ្ទះហ្នឹងមកដល់ផ្ទះរបស់អានលីងហ្នឹងគឺឃើញហេតុការណ៍ហើយនឹងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងក៏ចាប់ដើមប្តឹងប៉ូលីសហើយពេលដែលព័ត៌មានហ្នឹងចេញណាគឺហួយឌួងហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅខ្លួនឯងគឺគាត់មកដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងទៀតគាត់ធ្វើចំណាយដូចគាត់ប្របាក់ចិត្តគាត់ខូចចិត្តទាំងដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាឃាតករហើយរឿងក្តីឃាតកម្មនៅក្នុងផ្ទះបោះអានលីងហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនតើកាលពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមណាហើយដែលប៉ូលីសគឺគាត់ស្វែងស្វែងមែនតើដើម្បីរកឃាតករហើយនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺប៉ូលីសបានរកឃើញភស្តុតាងរឿងច្រើនដែលសំដៅទៅលើអតីតសង្សាររបស់អានលីងដែលជាកូនម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងណាមួយទៀតគឺទទួលបានចម្លើយពីមេផ្ទះថាផ្ទះហ្នឹងមានជម្លោះមួយណាគេអត់មានអីខ្វែងគំនិតនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់ប្រហែលមេផ្ទះប្រាប់ថាអូអាចនឹងកុំគូសាអត់សូវចូលចិត្តហុយឌួងអីចឹងបានអាចនឹងហុយឌុងគឺជាជនសង្ស័យមួយអីចឹងប៉ូលីសក៏បូករួមភស្តុតាងហើយនឹងចម្លើយរបស់មេផ្ទះនឹងចូលគ្នាក៏បានទៅចាប់ខ្លួនហុយឌុងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានដល់ពេលហ្នឹងគឺហុយឌុងគឺគាត់អត់ព្រមសារភាពទេអ្នកនរគ្នាដល់ពេលប៉ូលីសគឺគាត់ចាប់ដើមចម្រិតសួរមែនតែនហ្មងបានចាប់ដើមសារភាពថាគាត់ពិតជាធ្វើមែនក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងប៉ូលីសមិនមែនចាប់តាហុយឌុងហើយនឹងបានធានមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទេណាគឺចាប់ដោយទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលថាដកខ្លួនកាលពីកម្រងការលើកទី1ចាប់ដោយទាំងអ្នកហ្នឹងទៀតដោយសារតាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលឲ្យគ្រឿងអាវុធទៅកាន់ហុយឌុងដូចជាកបិតដូចជាកភ្លើងអីហ្នឹងទៅឲ្យហុយឌុងអញ្ចឹងគឺចាប់ដោយទាំងវ៉ាន់ថុកហ្នឹងទៀតទោះជាគាត់ដកខ្លួនក៏ដោយគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងមិនគឺបានគាត់អត់ទៅប្រាប់ប៉ូលីសហើយរឿងក្តីហ្នឹងគឺប៉ូលីសបានកាត់ទោសឲ្យហុយឌុងហើយនឹងបានធានបញ្ហាជីវិតចំណែកឯវ៉ាន់ថុកគឺជាប់គុក13ឆ្នាំនៅក្នុងពិបត្តិឃុំឃិតទៅលើការសម្លាប់ហើយនឹង3ឆ្នាំទៀតពិបត្តិលួចប្លន់ទោះជាគាត់អាចបានធ្វើសកម្មភាពក៏ដោយអ្នកនរគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ2007 2ឆ្នាំក្រោយមកហុយឌួងក៏ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំចំណែកឯវ៉ាន់ធានគឺឆ្នាំ2018មួយឆ្នាំក្រោយមកបានត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំដូចគ្នាពេលខ្លះតែយើងស្រឡាញ់ដោយងងឹតងល់ពេកក៏វាពិបាកដែរអ្នកនរគ្នាដូចរឿងក្តីហ្នឹងចឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺចង់គំនុំទៅលើមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែទោះជាគំរូសាគេអត់ឲ្យស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគាត់ក៏ដោយក៏គាត់អត់មានទៅសិតអីទៅរៀបគម្រោងការទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងមែនគាត់អាចទៅខំប្រឹងធ្វើការងាររលុយរកអីដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់គាត់មិនមែនរៀបគម្រោងការសម្រាប់គេអញ្ចឹងឯងជាចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាចាំជួយទៅ like Facebook page follow IG ហើយនិង subscribe YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលសារទីទៀតគឺខ្ញុំនឹងផុសរឿង True Crime នៅក្នុង YouTube ដូចគ្នាហើយបើសិនជាបងបងអូនអូនមានសំណូមពររឿងក្តីអីដែលចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអាចឆាតទៅ Facebook page ឬក៏ IG របស់ខ្ញុំបាន